Trước tiên muốn đi xe nhanh thì các bạn phải có một cái ước muốn, mong muốn là các bạn đi xe nhanh. Tiếp theo thì cái xe mà các bạn đi phải đáp ứng được những cái nhu cầu của việc đi xe nhanh. Trong đó cái quan trọng nhất đó là cái thắng nó phải ngon. Và dĩ nhiên xe mạnh và có những yếu tố khác sẽ giúp cho nó đi tốt hơn. Và đi xe nhanh thì phải đi an toàn. Nó cần những cái phụ kiện để các bạn đi xe nhanh an toàn hơn. Để các bạn có đi xe nhanh tiếp, chứ đi xe nhanh không an toàn, đi lần mỗi không đi tiếp như không. Đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn xem là nếu mà đi xe nhanh như là trường hợp của mình thì mình cần cái gì. Rồi, xin mời. Và ước muốn đi nhanh hơn, đi xe nhanh hơn, chạy nhanh hơn thì mình nghĩ không chỉ mình là người muốn điều đó, mà con người nói chung từ trước đến giờ đều muốn đi nhanh hơn. Giống như những cái cuộc thi Olympic đã được diễn ra từ rất là lâu rồi đã cho thấy là con người càng ngày càng làm gì đó nó nhanh hơn. Hay là những cái giải đua xe, từ cái xe hơi thứ hai được làm ra thì loài người đã nghĩ đến cái chuyện là đua xe đó. Mình ví dụ như vậy thì mình nghĩ là con người, đặc biệt là con trai đàn ông, thì cái chuyện ham muốn đi nhanh hơn là cái rất là cơ bản đó. Nó giống như một cái gì đó bản năng ở trong người chúng ta vậy. Và mình đi di chuyển đến rất là nhiều nơi khác nhau trên thế giới này thì mình thấy rằng là ở những cái nước văn minh hơn thì người ta đi xe nhanh hơn. Thì đó là nói về cái chuyện là ham muốn đi nhanh, ước muốn đi nhanh, đi nhanh thì sẽ tốt hơn, ví dụ như vậy. Cái kỹ năng quan trọng nhất của một người khi muốn đi nhanh thì mình dựa trên kinh nghiệm của mình thấy rằng là đó là cái kỹ năng quan sát. Mình nhìn những cái người đi xung quanh mình, những người đi gần nhất, đến những cái người mà đi xa hơn chút, rồi những người đi xa hơn nữa. Rồi mình nhìn những cái ngõ hẻm, những cái ngã ba, những ngã tư, đèn đỏ, hoặc là mình quan sát xem là phía sau có những ai đi như thế nào. Tức là quan sát cái xung quanh là một cái kỹ năng quan trọng nhất của cái việc đi xe nhanh. Chúng ta cần phải có kỹ năng đó. Nếu mà chúng ta không có kỹ năng đó, chúng ta khó để có thể đi xe nhanh trong một cái môi trường mà có những người khác đi được. Còn có chuyện anh em đi vào một cái trường đua hay là một cái đường vắng hoàn toàn có mình anh em thôi, thì lúc đó nó là cái kỹ năng điều khiển cái xe và cái chuyện cái xe nó có mạnh không thôi. Còn khi tham gia giao thông ở xung quanh với nhiều người ấy, thì chúng ta cần phải quan sát được xem là xung quanh chúng ta đang có những cái gì. Thì kỹ năng quan sát là một kỹ năng quan trọng. Thì theo mình, kỹ năng quan sát có thể luyện tập được. Tập nhìn ngắn, nhìn xa, nhìn từng lớp, nhìn xuyên qua những cái xe khác nhau. Đó. Và nó có thể bổ sung bởi cái việc chơi thể thao. Nếu em chơi những môn thể thao cần cái sự quan sát như là đá banh, như là bóng bàn, như là cầu lông, như là tennis, thì anh em có thể quan sát cái hành động của cái người xung quanh, đặc biệt đá banh nha, anh em quan sát những người chạy xung quanh anh em, những đồng đội của anh em, thì anh em hiểu được xem là chúng ta cần đi đâu, chúng ta cần làm gì. Đó, thì do đó cái quan sát là một cái quan trọng. Thì khi quan sát quan trọng thì do đó cái đôi mắt của chúng ta là quan trọng. Nha, chúng ta phải nhìn mọi vật nó rõ ràng. Nếu chúng ta cận thì chúng ta cần phải đeo kính. Cũng như chúng ta sẽ giữ gìn cái mắt của chúng ta để nó tránh rơi vào tình trạng mệt mỏi, cái tình trạng mà bị nhìn không có tốt. Và nếu khi mình ra đường mà mắt mình nó mệt thì mình thường thường mình đi rất là chậm, mình đi sát vào lề, mình đi từ từ thôi. Sau cái quan sát thì sẽ là cái dự đoán những cái hướng di chuyển của những cái xe xung quanh chúng ta, đặc biệt là những cái xe ở phía trước và những cái xe phía xe ở phía trước nữa, khoảng chừng một lớp, hai lớp gì đó. Cái này đều quan trọng, là chúng ta dự đoán được. Ví dụ là cái xe ở phía trước nó có thể không xi nhan nhưng mà nó vẫn có thể rẽ trái hoặc rẽ phải. Chúng ta phải lường trước được chuyện đó. Và liệu chúng ta vượt qua cái xe đó thì chúng ta có bị rớt vào cái tình trạng nguy hiểm không? Nếu nguy hiểm thôi đừng có vượt. À, chúng ta phải dự đoán được xem là sẽ có một cái xe gì đó nó sang lên bên phải, sang bên trái, hoặc nó vượt lên hay sao. Hay là nếu mà phía trước có một cái hẻm lớn thì chúng ta cần nghĩ rằng là có ai đó trong đó đi ra không, tránh chúng ta có cái tình trạng là chúng ta đi vào trong cái đó và đi vào trong cái con đường đi ra của người ta, hoặc là chúng ta sẽ tông người ta khi người ta đi trong đó ra. Như như vậy thì cái kỹ năng dự đoán cái người đi ra nó cũng cần được luyện tập. Một là khi anh em di chuyển ngoài đường, anh em quan sát nhiều thì anh em càng ngày anh em nhìn càng nhiều, anh em dự đoán được những cái hướng đi khác nhau. Rồi anh em quan sát cái người ta xi nhan,
rồi quan sát cái hướng đi, cái xu hướng đi. Có những người họ có thể quên bật xi nhan, nhưng mà nhìn cái xu hướng đi của họ thì biết là họ sẽ đi sang bên phải, họ sẽ đi sang bên trái, họ sẽ rẽ phải, họ sẽ rẽ trái. Chúng ta buộc phải dự đoán thôi. Chứ còn nếu chúng ta đợi tất cả mọi thứ nó rõ ràng thì chúng ta sẽ không đi nhanh được trong cái môi trường như hiện tại. Là chúng ta phải dự đoán được xem là người ta đi đâu, cái xu hướng người ta đi như thế nào. Như vậy khi anh em dự đoán được cái di chuyển của những cái xe xung quanh thì anh em sẽ đi xe nhanh, an toàn hơn. Tiếp theo đó là cái phản ứng nhanh. Khi chúng ta quan sát, chúng ta dự đoán cái hướng đi của những cái xe xung quanh chúng ta và có thể chúng ta sẽ dự đoán không đúng, thì lúc đó cần chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải phản ứng nhanh. Phản ứng nhanh bằng gì? Thắng. Phản ứng nhanh bằng gì? Lách. Ví dụ như vậy. Và những cái đó nó phải nằm ở trong tư thế chủ động. Không phải là tự nhiên có một cái xe bất ngờ lao ra, chúng ta bất ngờ chúng ta thắng. Khi mà anh em bất ngờ anh em thắng thì lúc đó anh em rất là trạng thái nguy hiểm. Nhưng mà anh em đã chuẩn bị trong cái tư thế là chúng ta có thể thắng trong cái trường hợp bất ngờ đó thì nó sẽ khác hoàn toàn. Chúng ta vẫn đang là người điều khiển cái xe, chứ không phải chúng ta bất ngờ với cái xe. Thì như vậy nó đòi anh em phải phản ứng nhanh. Phản ứng nhanh có thể là một kỹ năng của một số người nào đó có, một số người không. Nhưng mà mình cảm thấy là phản ứng nhanh nó cũng có thể luyện tập được nếu anh em muốn. Chúng ta quan sát, chúng ta dự đoán, nhưng khi sự việc nó diễn ra không đúng với quan sát và dự đoán chúng ta thì chúng ta sẽ phản ứng nhanh. Theo như cái kinh nghiệm của mình, để đi nhanh hơn thì chúng ta sẽ không thắng mà chúng ta lách. Nếu mà chúng ta định vượt lên như vậy nhưng mà có một cái xe nó lách qua, nó che cái đường chúng ta, thì lựa chọn đầu tiên là gì? Thắng lại. Lựa chọn thứ hai là chúng ta lách xe. Đó. Chúng ta lách xe bên trái hay bên phải gì đó thì tùy kinh nghiệm chúng ta thôi. Nhưng mà mình khuyên anh em là lách. Dĩ nhiên mình đang nói về cái xu hướng đi nhanh ha. Còn anh em là muốn an toàn hơn thì anh em có thể thắng, chứ không phải là lách đã không an toàn. Hoặc là anh em vừa lách vừa thắng gì đó thì tùy kỹ năng của mỗi người. Nhưng mà xu hướng của mình là mình sẽ lách để tránh cái xe phía trước, chứ mình không thắng lại. Bởi vì thắng lại sẽ uổng. Để cho tất cả những cái thao tác của anh em với cái xe nó nhuần nhuyễn hay nó thân thiện, xe và người giống như là một, thì anh em phải hiểu cái xe một cách nhuần nhuyễn nhất. Thắng cỡ nào, ga cỡ nào, nó lách được bao nhiêu, nó cua được một góc như thế nào, anh em phải hiểu nó. Cái xe cũng dễ thôi, anh em đi nhiều anh em sẽ hiểu nó thôi. Anh em thắng nhiều, anh em lách nhiều, anh em sẽ hiểu nó thôi. Và dĩ nhiên khi mà anh em chưa hiểu cái xe thì anh em đừng đi nhanh. Đi nhanh với một cái xe mình không hiểu thì sẽ là nguy hiểm, bởi vì mình không biết khả năng của nó. Đến lúc mình cần phản ứng bất ngờ thì mình nó không làm theo ý mình và mình ngã, mình té, đơn giản. Sau khi chúng ta quan sát được, chúng ta dự đoán được, chúng ta phản ứng được, chúng ta quen cái xe rồi, thì tiếp theo là chúng ta sẽ tập trung. Đi xe nhanh thì phải tập trung. Khi nào đó anh em có cái chuyện gì đó phải suy nghĩ, có cái chuyện đó phải đợi, phải chờ, thì anh em đừng đi nhanh. Lúc đi nhanh như vậy nguy hiểm. Hoặc là anh em đi nhanh bởi vì trễ hẹn, đó không phải là một trong những cái lý do tốt để đi nhanh. Khi nào mình đi nhanh thì lúc đó mình có thể tập trung, mình không bị vướng bận nhiều thứ. Mình không nghe điện thoại khi mình đi đường, mình bỏ điện thoại vào trong ba lô, chứ mình không bỏ túi quần. Tại bỏ túi quần nó rung, bị phân tâm. Do đó là thường thường mình đi đường mình sẽ không nghe điện thoại, mình cũng không có cái gì đó làm mình bị phân tâm. Và nếu mà hôm nào đó mình không tập trung được, mình đang mắc suy nghĩ một vấn đề gì đó, thì mình cũng sẽ không đi nhanh. Mình đi từ từ lại, mình đi sát vào trong lề. Đó, do đó là khi nào anh em muốn đi nhanh, em phải suy nghĩ rằng là chúng ta phải tập trung. Và mình rất là thích những người đi ngoài đường mà có tập trung. Thường họ đi tập trung thì họ quan sát, họ không có đi sai, không có đi sai luật. Những cái khi chúng ta di chuyển ngoài đường giống như chúng ta chơi game vậy, có những quy định. Đi nhanh đi bên trái, đi chậm đi bên phải. Muốn rẽ thì xi nhan, hoặc là đi thì đừng có ngó qua ngó lại cản trở người khác. Đó, do đó là những người đi xe tập trung họ sẽ không bị tình trạng như vậy, họ sẽ đi đúng luật. Thì khi tất cả mọi người chơi game đúng luật thì game mới diễn ra thoải mái lắm. Tiếp theo là mình nói về xe cũng như phụ kiện cần thiết theo mình để giúp cho cái việc đi nhanh nó diễn ra được. Thì với cái xe thì sức mạnh thì càng mạnh như thế càng tốt, thắng càng vô càng tốt. Tuy nhiên mình sẽ liệt kê ra chi tiết hơn. Và với mình thì thắng là quan trọng.
thắng quan trọng hơn là cái sức mạnh của xe. Nếu cái xe nó thắng có ngon thì chúng ta mới có thể tự tin đi được nhanh. Hay chúng ta tự tin là chúng ta có thể thắng nó được ở 50 km/h, chúng ta có thể thắng nó ở 60 km/h, chúng ta có thể thắng cái xe được ở 80 km/h hay là ở 100 km/h. Nếu nó không thắng được thì chúng ta không nên đi, không nên nhanh. Và có cái thắng đó chúng ta mới tự tin, chúng ta mới thoải mái. Chứ lúc nào đi nhanh lên cũng lo sợ là không thắng lại được thì thôi đừng có đi. Nói cho đó, ưu tiên hàng đầu là thắng. Ngày xưa thắng đùng mà thắng đùng giò gà nữa, không có phục nhúng, có lần thắng cái đầu nó nhộng lên, đâu cũng đầu nó nhộng lên. Mấy xe Honda ngày xưa đó, từ thắng đùng cho đến thắng dĩa cho đến thắng có ABS, thì dĩ nhiên thắng ABS là cái thắng mà tuyệt vời nhất, an toàn nhất khi mà đi, nó hơn những thắng khác. Đó, giờ đó là nếu anh em thích đi nhanh thì khi anh em chọn xe, anh em phải chọn thắng. Em chọn thắng ABS là cái thắng mà an toàn, đi rất là nhanh, thắng rất là chắc, tự tin để mà đi. Tiếp theo là xe phải mạnh. Dĩ nhiên là anh em đi xe 100 phân khối thì nó sẽ không đã bằng cái xe 150 phân khối. Rồi tuy nhiên nếu mà anh em đi trong phố mà anh em đi một chiếc 1000 phân khối thì lúc đó nó nặng hơn, nó cồng kềnh hơn, nó cua không được nhiều thì cũng khó khăn cho anh em ở cái mức độ nào vừa và ở cái mức độ nào mà anh em có thể điều khiển được cái xe. Mình đi rất là nhiều xe thì mình rất là thích đi chiếc Yamaha Mio, nó rất là nhỏ gọn, nó rất là mạnh để mà đè ba lên, hay là Yamaha Exciter, hay là Honda Rider, hoặc là hiện tại thì mình đang đi cái Vespa GTS 300 thì mình rất là thích bởi vì nó rất là mạnh để mình tăng tốc và rất là đầm khi mình đi nhanh và rất là chắc chắn khi mình thắng xe lại. Gần như là mình kiểm soát rất là thoải mái, rất là dễ dàng, rất là tự tin nên là an toàn. Về phụ kiện để mà giúp xe đi nhanh hơn đó thì ưu tiên hàng đầu sẽ là cái nón bảo hiểm có cái kính che trước mặt. Người ta thường nói về cái nón bảo hiểm làm sao mà phải an toàn khi chúng ta gặp tai nạn. Nhưng mà mình thấy rằng là cái nón bảo hiểm nó cần phải an toàn khi chúng ta chạy xe. Bởi vì chúng ta chạy xe cái thời gian nó nhiều hơn rất là nhiều so với chúng ta gây tai nạn. Thường thường những cái nón bảo hiểm mà nó an toàn khi chúng ta té, nó cũng sẽ gồm cái option để bảo vệ chúng ta khi chúng ta đi xe. Với một cái miếng kính mà che mắt như vậy thì nó sẽ giống như em ngồi trong xe hơi. Những cái con gì đó thiêu thân, những cái bụi, những cái gì đó nó không thể nào mà chui mắt chúng ta được. Chúng ta sẽ luôn luôn quan sát được. Nó là không làm cản trở tầm nhìn chúng ta. Và như vậy chúng ta thấy luôn luôn mọi chuyện rõ ràng. Rồi chúng ta không bị tình trạng là gió nó lùa vào trong mắt, chân thường dư dư mắt như vậy là chúng ta đi. Thì làm sao chúng ta quan sát được? Có một tấm kính đó chúng ta sẽ thoải mái. Chúng ta đáp ứng được điều kiện đầu tiên là quan sát thì cái che kính là quan trọng. Rồi khi mà anh em đi một cái quãng đường rất là dài thì chúng ta cần phải thở. Thì cái nón mà có cái che mặt nó cũng giúp chúng ta thở tốt hơn là cái gió nó lùa vào mặt và mũi chúng ta. Thì cái nón bảo hiểm có cái kính che mặt là cái quan trọng để giúp cho việc đi nhanh. Nếu mà không có kính đó thì anh em không nên đi hơn 50 km/h, nguy hiểm, nên có kính. Tiếp theo là anh em nên đi xăng đan hoặc là giày, đừng có đi dép lê. Tất cả những cái thao tác của anh em phải gọn gàng, tay chân thắng gì đó nó gọn gàng. Anh em đi dép lê nó không phù hợp bởi vì chúng ta sẽ bị lạch cạch khi chúng ta cần xử lý, nó xử lý không được, không có tuyệt. Khi chúng ta đi nhanh thì chúng ta luôn luôn sẵn sàng để xử lý. Và nếu anh em có chở đồ đi thì anh em để nó gọn gàng vào. Anh em đeo ba lô thì anh em không nên đi nhanh, trừ khi đeo ba lô rất là nhẹ, rất là sát người. Còn ba lô trong đó có máy tính, có màn hình, có iPad gì đó nặng, nó cồng kềnh, nó sập sình thì đừng đi nhanh. Em nên để nó ở phía trước, có dây ràng lại hoặc có móc lại, hoặc là em bỏ cốp xe là an toàn nhất. Bởi vì khi nó đi nhanh, rất là nhiều tình huống xảy ra, những cái thứ đó nó sẽ gây khó khăn cho chúng ta không xử lý được. Gọn gàng lại. Rồi áo khoác hay là áo mưa cũng vậy, anh em có thể chọn những cái giải pháp như áo mưa, mặc như là quần áo bình thường vậy thì thoải mái. Đừng mặc cái áo mưa cánh dơi to đùng xong rồi chạy nhanh, nó cạn gió, nó bay phất phơ đủ thứ trên đời hết, nó không tiện và nó nguy hiểm cho chúng ta và cho những người xung quanh. Thì đó là những cái thứ mà cần thiết cho đi nhanh ha. Mình liệt kê từ con người cho đến thiết bị cho đến đồ đạc cần thiết gì đó. Và mình nhắc lại, con người từ xưa đến giờ đều muốn di chuyển nhanh hơn. Và mình đến rất là nhiều nơi trên thế giới thì mình thấy rằng là càng ở những nước văn minh thì họ đi càng nhanh. Và chúng ta đi nhanh á, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, không những cho chúng ta mà cho toàn xã hội. Em tưởng tượng xem là hàng ngày Việt Nam mình có hàng chục triệu người đi ra đường. Nếu mà hàng chục triệu người đó mỗi người tiết kiệm được 10 phút ở ngoài đường thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và chúng ta cũng giảm đi được rất là nhiều cái sự nguy hiểm. Bởi vì còn ở ngoài đường nhiều thì còn nguy hiểm. Mỗi năm Việt Nam có mười mấy ngàn người bị chết vì tai nạn giao thông, tức là ở ngoài đường. Cho nên anh em hạn chế cái chuyện hiện diện ngoài đường bằng cách đi nhanh mẹ nhanh. Rồi, xin cảm ơn.